xin sư cô giải đáp giúp con con mới mua xe mới vậy con có cần phải cúng xe hay không ạ à. ở đây cô gặp nhiều trường hợp hỏi cái này lắm phật tử ở bên này mua xe mới cũng nhờ thỉnh sư cô cúng xe còn người nào mà xa xôi quá là nhờ sư cô gửi cho cái bài kinh để cúng xe cái này là cô cũng hiểu tâm lý chung thì ai cũng mong muốn cái sự bình an và hanh thông cho mình và bản thân dành cho bản thân mình và cho gia đình mình Chớ không có ai muốn có cái sự tai nạn bất như ý gì đến cho nên nó là mua một cái xe mới hay mua một cái nhà mới mà mình không có cái nghi lễ cúng bái thì mình cảm thấy là bất an hồi chưa có chưa có yên lòng đúng không ạ à? À, sư cô ở trong chùa với hòa thượng thì thấy là khi hòa thượng hàn quốc đây nè thì khi hòa thượng mà đổi chiếc xe mới á, thì cô thấy à, à, hòa thượng à, à, cũng có à, cũng có à, ghi tới là mỗi ngày à, à, tụng kinh buổi trưa đó cúng phật đó thì là có cái phần hồi hướng phục nguyện thì cái lúc đó thì cũng có đọc bản số xe à, cầu nguyện à, giống như là đi đường bình an à, là giờ à, có là cái này là bên hàng cô thấy cũng có hai nữa là khi hòa thượng khởi hành á, trên cái xe đó À, hòa thượng khởi hành trên cái xe thì hòa thượng à, à, sao ta hòa thượng tụng bà kinh bát nhã à cô không có thấy hòa thượng làm cái nghi thức gì mà nó nó rườm rà cúng chắc chắn là trong chùa thì không có cúng đồ mặn như đầu heo hoặc là tam sơn là không có đâu nha à, hòa thượng không có cúng bái gì hết không có giá vàng không có không có thắp nhang thắp cộ gì hết á nhưng mà ngài lên xe thì hôm đó là là lấy cái xe về là lái đi cái chặng đường đầu tiên thì hòa thượng có chở sư bà nè sư cô và quý phật tử thuận thành ở trong chùa vài vị lên cùng chiếc xe đó thì trên trên xe thì hòa thượng cùng tất cả mọi người tụng một bài kinh bác nhã sau đó ngài ngài niệm Phật, ngài niệm Phật và ngài cũng hồi hướng vậy thôi. à Thì cô thấy là cũng có nhiều cái nghi thức cúng xe ở trên mạng mà quý Phật tử sệt thì sẽ ra. ở đây cô không có phản bác cái việc cúng xe. quý vị muốn cúng sao cũng được nhưng mà hạn chế sát sanh hại vật và mình cầu nguyện bình an thì cái ước muốn cho cái sự bình an à, hanh thông của mình là cái ước muốn nó chính đáng chứ nó cũng không có gì là tham tham cầu quá đáng. nhưng mà mình phải hiểu được rằng à, cúng dường pháp là cúng dường tối thượng, cúng dường tam bảo là cúng dường tối thượng, cho nên mình cúng cái gì không bằng cái mình cúng dường tam bảo mà trong tam bảo là có pháp bảo đúng không ạ? À? tức là mình ra à? mình cúng dường pháp bảo bằng cách gì? mình sống và thực hành theo lời dạy của Đức Phật là nếu là phật tử thì mình nhớ là mình có cúng xe đi chăng nữa thì đó là cái ước nguyện bày tỏ cái 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 mong muốn của mình giao cảm với cái tha lực phù hộ độ trì cho mình nhưng cái gốc chính là đâu là do cái đạo đức của mình do cái công đức cái phước lực của mình à, mà mới có thể đem đến bình an à, và hanh thông cho mình Vậy thì mình là người phật tử thì mình giữ năm giới đó là cái giới Đức nó sẽ hộ trì cho mình à cái hộ trì cái việc giữ giới chính đó là cái 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 cái, cái cách mà mình bảo hộ cái công đức và bình an cho mình ha, à, cho nên à, mình à, vừa 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 nghe pháp, vừa giữ giới, vừa hành theo pháp và mình vừa truyền bá giáo pháp thì đó là à, cái cách mà cúng dường tối thượng. À, Rồi. Right. con kính chào sư cô, xin sư cô giúp con. Con không hiểu lý do vì sao gần đây khi con đọc kinh, niệm phật và nghe pháp thì bỗng dưng bị nhức đầu, đầu óc căng thẳng rất lạ. Trước đây con không gặp tình trạng như vậy. Xin cô giải đáp giúp con khi đọc kinh niệm Phật nghe Pháp thì bỗng dưng bị nhức đầu đầu óc căng thẳng hả? Cái này phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chứ. Không có đổ thừa cho đọc kinh nghe Pháp được. Nhan. Đọc kinh nghe Pháp bình thường không có không có bị như vậy. Mình có cái trạng thái là căng thẳng đầu óc nhức đầu như vậy. Mình phải đi khám tổng quát, khám cái phần đầu. Xem mình có bị tổn thương gì không. Hoặc là trong cái đời sống của mình mình có đang bị cái bế tắc áp lực gì không. Dẫn đến căng thẳng thần kinh hay không. Hay mình có mất ngủ hay không. Chứ niệm phật tụng kinh nghe pháp chưa hẳn là một cái nguyên nhân nha cái này cô khuyến khích là đi khám sức khỏe trước à, khám sức khỏe không có thì đi về tư vấn tâm lý à, những cái bác sĩ tư vấn tâm lý gia đình rồi sau đó nếu mà hoàn toàn ổn định bình thường hết thì mình mới coi về cái vật tâm linh hành trì của mình mình hành trì có đúng đắn chưa nếu gần chùa nhà mình có ngôi chùa nào đó thì đến để thưa thầy thưa sư cô à, tư vấn thêm cho mình đó là về phần tâm linh chứ còn trước hết thì bị đi khám sức khỏe nha tính theo năm phật lịch trước khi phật nhập Phật Thích Ca nhập niết bàn thì các bài kệ của ngài đã đề cập đến đạo Phật hưng thịnh và suy tàn vào thời kỳ nào không ạ? Câu 2 trong kinh Phật có đề cập đến mặt trời ngưng chiếu sáng không ạ? Câu thứ 3, xương, máu, khí, nhiệt tồn tại trên một thực thể, con người được tạo ra từ tinh cha huyết mẹ nhưng đến lúc khoa học thay đổi đến lúc con người tiến hóa thân tâm không hình thành từ năm uẩn bốn đại nữa thì chân lý và con đường tám chánh đạo của Đức Phật Thích Ca cứu độ và giúp loài tiến hóa này có điều gì? nữa không? Câu 3 không rõ nghĩa. À, câu 3 không có rõ nghĩa nha. Bây giờ cô trả lời lại từng câu của bạn này hỏi là tổng cộng tới 3 câu, hỏi nhiều quá nó dễ bị quên cho nên cô hỏi từng câu, cô trả lời từng câu trước nha. Câu thứ nhất, à, Đức Phật à, có nói đến cái thời kỳ hưng thịnh và suy tàn của Đức Phật không? Dạ có, trong kinh điển Đức Phật cũng có ghi lại. Đức Phật có dạy là khi nào giới luật còn thì Phật pháp còn, khi nào giới luật mất thì Phật pháp diệt và Phật pháp diệt ở đây có nghĩa là có nhiều người dùng từ mạt pháp đó, mạt pháp phải hiểu nghĩa như thế nào là mạt pháp. Tức là cái này trong kinh nó dài lắm nhà phải giải nguyên giải nguyên bài riêng á quý vị tức là mạt pháp là khi mà không còn ai nghe đến cái danh từ phật pháp hoặc là mạt pháp nó có nhiều thời kỳ có thời kỳ là nghe có tu có nhưng mà ít người chứng rồi có thời kỳ là không có ai mà tu luôn có nghe mà không có tu luôn rồi có thời kỳ mà không nghe đến để phật pháp để tu nữa nghĩa là bác chánh đạo và tứ diệu đế còn không vẫn còn đó là chân lý nha căn là liên quan đến câu số 3 nè bác chánh đạo và tứ diệu đế là không có mất đó là chân lý mà đã chân lý thì bất biến gọi là đế thánh đế là sự thật tuyệt vời tột cùng cao tột không bao giờ mất đúng vào mọi mọi cái vùng miền mọi thời gian nhưng mà lúc đó không còn ai nhận ra giống như một cái công thức toán học chẳng hạn trái đất quay quanh mặt trời cô nói ví dụ đi thì cái điều này nó đúng đúng không nhưng mà trước đây khi mà các nhà khoa học phát hiện ra điều này người ta không biết đúng không ạ à? người ta không biết chứ không phải là không có cái sự thật là trái đất quay quanh mặt trời tương tự như vậy trong cái thời kỳ mạt pháp thì có đức phật cũng có nói là thì lúc đó người ta không nghe về tứ diệu đế và bát chánh đạo nữa tức là cái chân lý đó nó vẫn còn nhưng không có người phát minh ra nghĩa là không có người giác ngộ được và để có một cái bậc chánh phật chánh đẳng chánh giác đi truyền bá thì không có nữa không có nữa là coi như mạt chứ còn gì nữa đúng không ạ à? là là thời kỳ suy tàn đó à, đức phật trong kinh di giáo ngài cũng có nói rồi đó khi nào mà giới luật còn thì phật pháp còn mà giới luật mất thì phật pháp mất nghĩa là khi mà con người ta không còn giữ đạo đức giới luật theo đúng cái lời dạy của đức phật nữa thì tăng đoàn có còn thanh tịnh không tứ chúng có còn đồng tu không thì phật pháp dĩ nhiên là suy vong thôi ha, câu đầu tiên à, sư cô đọc câu hỏi tiếp theo con có hai điều ẩn khuất mong cô giúp con ạ. À. Ở Việt Nam con cũng là Phật tử. Hiện đang sống ở Hàn Quốc. Điều thứ nhất con muốn hỏi là sao con, sao con nằm mộng đúng không? À viết sai lỗi chính tả. À, sao con nằm mộng gặp toàn là người chết trong gia đình con và bạn bè của con luôn? Gia đình họ không có ai gặp họ hết mà chỉ có một mình con gặp được họ thôi à, mỗi lần gặp như vậy họ đều than phiền cùng con mọi việc giống như uh, là họ muốn uh, nhờ con làm gì giúp họ vậy ạ à? nhưng kỳ lạ là mỗi lần con niệm địa tạng vương bồ tát thì con lại gặp những người uh, uh, những người chết trong chim bao con biết họ chết rồi nên con không hiểu là tại vì sao tại vì sao họ không tìm người thân họ mà lại tìm con tại họ có duyên với mình kiếp này không phải họ 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 không bà con với mình như lỡ kiếp trước họ là bà con quyến thuộc của mình thì giờ họ về họ báo mộng cho mình thì là họ có duyên với mình Bây giờ mình làm sao? Mình đừng có thắc mắc là tại sao mình hay gặp họ Mà tại vì mình giao cảm với họ, mình có nhân duyên với họ Thì giờ mình tụng kinh địa tạng, mình trì kinh địa tạng Mình làm phước, mình hồi hướng cho họ là được ha Không nhất định gì là chỉ có bà con họ hàng mình, mình mới hồi hướng à, Và mình phải hồi hướng cho tất cả mọi người trước, đúng không? cho nên là mình nhớ là hồi hướng cho Hương Linh là cái công đức cũng rất là lớn Nhưng cái Hương Linh đó có duyên với mình à, Họ về họ báo mộng cho mình có duyên với mình Thì mình hồi hướng nó thành tựu hơn chứ đúng không? Vua Tần Bà Sa La đó kiếp này ông làm vua là tức là bà con họ hàng của ổng đều rất là dư thừa, dư giả nhưng mà năm trăm kiếp trước là có một cái nhóm ngạ quỷ là bà con họ hàng với ông vua này nhưng mà không có siêu sanh được, đói khổ vô cùng kiếm hoài không có người để kêu tới hồi gặp được vua tần bà sa la là vừa có cái tài chính lớn có thể mà làm phước cúng dường để hồi hướng cho họ, vừa là nhà vua này là nhà vua phật tử và có cái vị thầy là 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 đức phật chánh đẳng chánh giác cho nên họ biết là cái bậc này sẽ giúp được họ, họ về họ báo mộng vua tần bà sa la đó, họ kêu miết à vua trần bà sa la cũng nói không biết sao mà con cứ nghe cái tiếng kêu vậy thì đức phật mới dạy là à bà con quyến thuộc của ông chờ ông bao nhiêu trăm kiếp rồi bây giờ ông cúng dường ông hồi hướng cho họ đi đó đó là đâu phải kiếp này là bà con họ hàng của ông vua đâu bà con họ hàng của ông vua kiếp này toàn giàu có nhưng mà nhiều kiếp khác ha thì hương linh về báo vọng thì mình thấy là có thể mình có duyên với họ thì mình tụng kinh địa tạng trì kinh à, có gì thì mình đến chùa mà chùa tổ chức trai đàn cúng thì mình hồi hướng cho họ là điều tốt thôi chứ không có gì sợ hãi dạ yeah.